rồi như biển luôn. Hay có hô mở khẩu trang ra mà mình phải này, ta đông này. Đang đi vịnh Hạ Long 2 này mọi người. Hai chị em đi. Đó, nắng giờ này nắng. Tầm nhìn xa quá thánh rồi luôn. Đây cho mọi người này. Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long ở Ta Đùng nhá. À quên, vịnh Hạ Long ở Đắk Nông nhá. Vịnh Hạ Long 2. Trời. Này đó. Đẹp mà. Buổi sáng đi buổi chiều nó mát rồi. Giờ này nó trưa rồi. Vịnh Hạ Long 2 thật. Vịnh Hạ Long 2. À. Biển đây giờ xuống mưa quá sao. Ban ngày trời nắng nó mơ mơ cho buổi sáng đẹp lắm đây. 4, 5 người xem này. Chào tất cả mọi người nha. Xa quá. Xa quá thấy không rồi, cái hồ. Nó hồ nó từng đồi từng đồi. Hai chị em chào mọi người nha. Hai chị em đang đi vịnh Hạ Long 2. Đẹp lúc này. Cái này đi buổi tối, đi buổi hoàng hôn hoặc chiều chiều á, bình minh ấy. Chiều ạ. À. Sáng nay mình ăn sáng buồn quá ra này. Đi lúc trưa này nó ngắm cảnh mắt đẹp ấy. Tiếc hả? Chưa nắng rồi. Chưa nắng rồi nó không nữa. Vịnh Hạ Long 2 mời người nha. Có điều kiện cứ lên đây. Phải có 5 người xem và cả cái. Đi chỗ khác này nè. Xách túi đồ không thôi, để họ lấy mắt đi không. Lên cầu kính, đi cầu kính. Buổi sáng đẹp hơn buổi sáng. Hả? Đi buổi sáng với là buổi chiều nó mát hơn. Giờ này nó trưa rồi. Trưa nó mưa mưa ảo. Có xuống từng dưới dưới này kìa, đi xuống từng dưới này kìa. Đi có mấy từng dưới ạ. Quay xuống thung lũng ấy. Quay xuống thung lũng ấy. Nặng cho nên nó chói. Nặng nên nó chói mắt. Nó chói mình thấy gì rồi. Bên này là cầu kính. Chào quý trọng nha. Nặng dưới này nặng rồi nó chọn. Không, hai đứa mày đứa nó trên với cô Tư được. Cho bác Tâm đi xuống đây. Cô Tư không, cô Tư rèo hai chân trâu hai đứa nhỏ. Cô Tư đi lại kịp. Đây là cầu kính này. Bác Tâm, ô quên cầm điện thoại, đưa điện thoại để chụp hình cho này. Chụp hình đưa ra nắng. Đó. Bên đây cầu kính đi phải bán vé mua vé cho lên cầu kính chụp hình mà lên chỉ cho nó sợ cầu kính lên gớm lắm đi toàn kính trên á. Đi bên hồi trước là không bán vé đâu mà bữa nay là bán vé 30.000 một vé mà họ ít lên quay lại lên bán vé họ ít lên lắm. Bây giờ bán vé rồi, ngày xưa không bán vé họ lên nhiều, bây giờ bán vé họ ít lên. Ai mới nhìn được hả? Mà cầu kính không phải. Cầu kính chỉ có chụp một cái hình là 30.000. Mình nặng. Chiều mát thì được. Cầu kính này chụp được sáng.
mày là nhe nhe, nó mày nhăn nhăn thôi. Chú ra đây. Nếu vậy đứng bên đây thì nó đứng đây. Chú dưới nó có nhiều bực ở dưới ạ. À. Nhưng mà đi xuống. Ở dưới kia nữa kìa. Đi xuống tí nữa đi lên lại mỏi chân lắm. Nó dốc. Phải đi cho hết đi. Đi lên lại mỏi chân lắm. Đi xuống xong rồi quay ngược lại. Đi từ từ nha, cứ té nha. Bực thang này đẩy nhanh nó té. Đi buổi trưa nắng. Bây giờ đỡ rồi đó, ngày xưa xấu hơn, bây giờ đẹp hơn. À, đi lối kia mới xuống đây được. Lối này không có lối xuống. Lâu chưa? Chưa lâu mà vào. Đi lối qua lối bên kia, quay lại lối bên kia. Chủ yếu là cái cảnh này này, cái đảo này này. Cái đảo này đẹp này. À. Nó từng đảo giống như Vịnh Hạ Long. Tự nhiên nổi thế. Đẹp lắm. Tự nhiên nổi cái hôn này. Bên kia bên phía sông Đồng Nai bên kia nó có cái đảo đẹp nữa cơ. Nổi lên có từng đảo từng. Nhưng mà đi đảo đẹp chưa? Đi qua bên quay buổi sáng. Bên kia nó xa. Ngắm buổi sáng đẹp. Buổi chiều được. Buổi chiều nó. Chào anh Nguyễn nha. Rồi ta lên trên hả? Lên chạy trên. Đi qua bên kia mới đi xuống mấy cái tưng dưới kia được. Ai muốn đi Vịnh Hạ Long 2 ở tại Đắk Nông nha. Đắk Som nha. Xã Đắk Som, huyện Đắk Cờ Long. Có nhà nghỉ rồi đàng hoàng nha. nhà nghỉ tha hồ mà ở. Mà ngủ, không phải lo chỗ ngủ. Vẫn có Vịnh Hạ Long 2 thì lên đây. Đây nhà nghỉ đây. Nhà nghỉ đây mọi người nha. Có mấy phòng, 10 phòng phòng nghỉ. Phải ở ngoài nữa. Chào O Đinh Lan Hương nha. Đi O ơi, đi xuống. Ngắm Vịnh là Hạ Long 2 O ơi, không đi xuống đây chơi O ơi. Để nhìn cái lối đi mấy bữa. Nhìn lên đây nhìn đang ngắm là trẻ lại O ơi. Lối đi mấy bữa em đi lối nào? Mấy đứa kia đâu rồi đó? Có cô Tư Giác đi đâu rồi? À đi lối này, đi lối này xuống. Em đi rồi mà em quên. Sáng hơn, đứng ở trong kia mấy cả cái cảnh trên kia. Đúng rồi, đây nó còn không tí nắng nè. Bố lên cho áo của bố đâu. Áo kia ngoài cầm dưới đâu. Đây. Mà tắt phát đi. Chụp hình đi chứ còn tí nữa nắng là chụp hình không đẹp đâu. Tí mò lại lên thì thôi. Điện thoại em đỏ đúng không? Đây. Đi xuống đây nè, tí nữa lên lại rất là mỏi chân. Đây đẹp hơn Nha Trang ấy. Đẹp hơn chưa? Đẹp hơn Nha Trang. Cái cảnh nó đẹp hơn chưa? Đi xuống cái cầu này tí nữa lên lại rất là mỏi chân. Hoa có cầu tre nữa. Đợt trước em đi chưa có cái này đâu. Bây giờ họ mới làm thêm đẹp nữa. Có cái điểm cầu tre cầu kính. Có thời gian đi vòng xuống kia ra thuyền. Đâu thuyền ở bên kia. Thuyền một chỗ khác nữa. Thuyền là đi qua bên Đồng Nai đường đi về Lâm Đồng á. Ok O, khi nào đi tiếp. Tự nhiên nó nổi lên, tự nhiên đẹp lắm ơi. Gần mà. Đẹp lên Nha Trang ơi. Đây nè. Khi nào đi gọi O nữa. Ok O, khi nào đi gọi đi. Câu này họ làm chắc nha. Khi nào O cháu mình đi tiếp. Mà lên là chơi buổi chiều hoặc buổi sáng thôi. Đi buổi chiều với buổi sáng chứ buổi trưa nó nắng nó nắng, nó nắng đẹp. Nhìn xa nó mờ. Buổi chiều mát lắm.
vòng sang bên tỉnh bên kia cả. Thằng đi cả mùng mấy chục cây số mới sang bên bên đó. Chứ sao đi mà cái có cái vòng quanh mấy chục cây số luôn ấy. Đi cano là đi qua bên kia đêm đi đi vòng là đi đi đường bên kia đi đường Đồng Nai về Đồng Nai á. Đẹp lắm, đi cano đi nhưng qua sông chơi sông đẹp lắm. Bao la rồi nó nổi từng cồn lên từng đảo, từng gọi là đảo hòn nhỏ. Đây nó giống như vịnh Hạ Long mà. Mà nước nó trong veo còn im lặng này. Không sóng không ồn ào. Buổi chiều đi xuống rồi đi vô đây là ngắm mấy cái cảnh này này. Áo Cúc ơi lên đây là nó trẻ lại liền Áo Cúc ơi. Cảnh Lương, chào Cảnh Lương nha. Hay nè. Ôi giời ơi, thú tận dưới kia rồi à. đi lối này xuống dưới kia này. Trước đi nhá. Dạ, đi cứ đi. Mới kem trời. Nhưng mà tí nữa lên lại là mỏi chân. Bắt đầu mới kem trời. Đi. Nếu hôm qua nhà tôi đi bản đôn phí tiền. Không có một bản đôn không là cái thứ gì bằng ở đây đâu. Bản đôn nóng lắm. Bản đôn nóng hơn ạ. Bản đôn không có gì. Ở đây đẹp hơn, ở đây ngắm cảnh hồ. Nên nên vì ở đây họ mới đầu tư. Đúng rồi. Thật bản luôn ấy. Bản đôn chả có gì. Mà bản đôn không biết đầu tư kiểu gì. Chất nóng mà chả có. Chất nóng. Bản đôn thì không suối được một cái suối mà suối cạn luôn. Ở đây nó đẹp hơn. Đi qua bên cái sông Đồng Nai. Hồ này bao giờ cho cạn. Bên kia nó còn đẹp nữa. Đang thôi sang tay tim ngồi chụp hình nữa là chụp hình. Chắc tắt phát trực tiếp đi nha. Cứ đi. Đưa điện thoại của em chụp hình cho. Nhưng mà giờ họ đang chụp mà. Họ đang đầu tư thêm thì đẹp hơn nữa. Đây họ đang đầu tư tiếp mà. Vài năm đi là năm sau nữa đi lại là cảnh nó còn đẹp hơn nữa. Có một cái điểm mới nào đẹp mà chưa mình không biết được. Biết chỗ nào bữa con Hằng nó kêu điểm mới mà. Điều nữa. Họ thể đầu tư làm xuống dưới tầng dưới này. Làm ở đây hơn. Đây dân họ tự phát. Ở đây dân họ tự làm thôi. Dân họ tự làm cho nhà nước đã đầu tư cái gì đâu. Dân họ đang tự làm thôi mà chứ nhà nước chưa đầu tư cái gì cả. Điểm này điểm chụp hình. Đi cho cậu đâu có Đông Phát mà đâu có làm gì đâu. Làm rào lại cho đảm bảo. Để dân họ đang họ chân họ đầu tư thôi chứ nhà nước chưa đầu tư cái gì hết. Dân họ tự làm. Chốt điểm cuối cùng là quả tim. Đâu xuống dưới nữa chứ nhưng mà xuống gì lắm, chân mỏi chân. Tí nữa lên lại cho mỏi chân à. Còn xuống dưới nữa cơ đó. Họ làm cái điểm móc cuối cùng là cái điểm móc dưới kia kìa. Thôi, nhưng mà điểm móc cuối cùng là dưới kia kìa nhưng mà đi chập nữa leo lên dốc rồi mỏi chân chứ đi thì mãi xuống đến suối được. Được mà. Đến hồ được. Ó được mà. Đi xuống dưới được mà. Nhưng mà thôi, có một cái hồ nó lạ đấy. Em không đi xuống đâu. In như biển luôn. Đẹp lắm ơi, đẹp lắm. Ở đây đẹp biển mênh mông luôn. Xa vời vời mấy chục cây số luôn. Đó, nhìn từng đảo từng cồn đảo bên cái kìa. Mà nó vòng tròn. Đấy, cái sông này rất lớn. Mà nó về nó tù lại về một cái điểm này thành cửa thành cái hồ ba la. Đi buổi sáng nhìn nó đẹp hơn buổi sáng với buổi chiều. Là nhìn nó rõ hơn. Sáng nó màu xanh ấy. Đúng rồi, còn bây giờ buổi trưa rồi. Xanh rồi cây xanh nữa. Buổi trưa rồi nhìn nó đẹp lắm. Nó nặng. Tiếc hè đi giờ này tiếc hè biết về chiều tối rồi đi hè. Chiều anh chị mời đi học. Tối đi ngắm cảnh. Cho nên là xa tần tít cái ngoài kia. Mà nó đi theo cái lối này chỗ nào cũng có đảo cồn nhỏ. Có mà đi sắp buổi chiều với buổi sáng là nhìn xa tít bên kia kìa rất là đẹp. Nhà Trang là cái gì đâu. Như giờ Nhà Trang ăn thôi. Nhưng mà bây giờ buổi trưa mình nắng rồi bên kia nó sáng lọa nó. Mình khó nhìn chứ con. Nhà Trang thì đi theo bờ biển chủ yếu đi tắm biển chứ con cảnh đang được. Nhìn xa bên kia rất là đẹp này. Nhưng mà nắng quá rồi mình không thấy được. Mình nó chói không thấy được. Đó. Ừ.
Đó. Hai chị em đi giữa trưa nắng. Hai chị em đi giữa trưa nắng anh ạ. Nhưng mà vẫn thấy vui à? Ừ. Vui. Đi nữa trèo lên. Trèo lên nó hãm. Đi trèo lên nó hãm hốc miệng. Hãm mồm. Chủ yếu là lại cái cảnh ta đùng. Lấy mũ đi, lấy cái mũ đi. Người đứng trước lấy mũ đi. Ờ, người đứng trước lấy mũ đi. Chủ yếu là lấy cái kính và cái cảnh Vịnh Hạ Long. À, Vịnh Hạ Long ở Tây Nguyên đấy. Vịnh Hạ Long Tây Nguyên mà cuối cùng phải đi từ Bắc vào đây. Vì cái tên này đó hả? Đông đẹp mà thật mà. Không đẹp. Đẹp mà. Ờ, đi buổi sáng buổi chiều đó nó mát cực kỳ mà. Nếu sáng sớm chụp ở đây mà ấy mới biết. Đúng rồi, sáng sớm là chụp nó đẹp. Hôn xuống á. Ừ. Chiều chiều á khoảng 3-4 giờ chiều á là chụp là nó đẹp rồi. Là về là mình ngắm được cái nước này này. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nó chiều xuống vào rồi là nó nước nhìn xanh đẹp lắm, trong xanh đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ mình đi buổi trưa này. Buổi trưa nó nắng nó ở nó màu nó không đẹp, chứ buổi sáng với buổi chiều màu đẹp lắm. Tí xuống dưới kia tha hồ chụp nước, tí mình đi thuyền mà. Có gì đâu. Ờ đi thuyền đúng rồi, đi thuyền đi xuống dưới. Chụp nước thôi nữa. Dưới kia có bậc thang. Góc chẳng hạn rồi nhá, bậc thang. Nếu mà nó không có hồ này đất ở đây đúng chắc. Chắc là một cực hồ. Cho dốc xuống này. Đây. Đây, mình chụp hình cho. Đừng. Em chụp em lấy luôn cả quả tim này. Một thôi kiểu khác nữa chứ, tự nhiên kiểu này mà ngồi đi, ngồi xuống đi. Chủ yếu chụp là lấy cái cảnh. Đó. Ừ, để em chụp em lấy cái cảnh này. Cảnh cắn rơi cả cạnh này. Rồi tắt phạt trực tiếp đi. Nắng. Tắt trực tiếp chừng nữa rồi cho mọi người coi chừng nữa rồi mọi người phạt chiếu lên đây này, chiếu ngược lên đây này cho mọi người xem. Đó, chiếu ngược lên đó. Rồi xong rồi. Đăng lên in được mũi rồi. Thì tắt được rồi. Rồi chào mọi người nha. Bye bye mọi người nha, để đi chụp hình rồi đó. Chứ còn nắng lắm, giờ này nắng lắm. Khi nào mọi người có điều kiện có điều kiện lên đây chơi, vẫn có nhà nghỉ đàng hoàng. Có nhà nghỉ. Cứ chuẩn bị tiền nhiều nhiều là được. Thì cứ chọc mọi người cho vui. Cứ chọc mọi người cho vui mà. Chứ tiền có điều kiện ngồi lên đây. Nên có chỗ ăn uống đàng hoàng luôn. Mấy tại vì ở đây có chỗ ăn uống luôn. Rồi có nhà hàng đặt cơm, đặt đồ là có luôn.
cái chỗ lúc nãy ở trên kia là nhà hàng á. Là mình ăn. Thôi tắt máy đi. Biển quảng cáo cho nhà. Thôi bye mọi người nha. Chào mọi người nha. Hai chị em đi chụp hình đây.